không lên nữa, lớn lên nó hẳn mình là một hai nữa, không có ai kêu mình bà nào hết trơn, con cháu đâu có ai đành lòng gì luôn. Bốn người con đã mất hai người con. Học giỏi lắm đó, tại vì cấp đó nó học rồi nó ở dưới Lộ Tẻ Gạch Giá rồi giờ diện đây nè. Cô có khen nữa. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì cái hoàn cảnh của bé Ngọc đó, để muốn tìm hiểu thực hư về cái câu chuyện là hai bà cháu hàng ngày phải đi bán vé số lang thang khắp những cái ngõ ngách tại thành phố Long Xuyên này để mà có một cái phương án giúp đỡ kịp thời đó. Thì bây giờ Bùi Hồ cùng với các anh em sẽ vào tận cái ngôi nhà của bé Ngọc với lại bà nội của mình sinh sống, coi cái cuộc sống hiện tại của hai bà cháu như thế nào. Cái con hẻm của cũng nằm sâu ngay tại phường thành phố Long Xuyên nè. Thấy bé Ngọc thì rất là dễ thương, nói chuyện ngoan hiền lễ phép, biết lao động cần cù á, nên Bùi Hồ muốn chia sẻ đây mà giúp đỡ. Rồi, chào hai bà cháu. Chào chú. Ồ, lỉnh khỉnh đồ hết rồi kìa. Bật đèn lên đi giùm con với. Đâu vô trẩm chưa? Vô trong tham quan chưa? Đi vô tham quan thử ha. Rồi hai bà cháu ngủ trên giường này. Ba bà cháu. Cái giường này là mình mua hay là ta cho? Mua không. Ôi sao đồ nhiều dữ bà nội. Đồ tụi con mua về chơi á. Nước mặt rồi cái đồ đó. Trời lĩnh bỉnh. À nên là nữ phải kê những cái ghế này đây đúng không? Là nước mưa nước ở dưới nó cống nó ngập lên. Mấy bữa mà nước ngập đó. Nước ngập lên tới trên đây luôn nè chú. Rồi nên ngủ trên giường luôn, không có xuống dưới được. Bấm máy luôn rồi. Rồi cái căn trọ này là bao nhiêu một tháng, bà với lại bé Ngọc ở bao lâu rồi? Ở cũng 8-9 năm rồi. Nhưng tháng bà? Tháng luôn nhiều điện nước rồi hết 1 triệu mấy đó. Nhưng mà... Hết 1 triệu mấy quay qua đây. Hết 1 triệu mấy luôn hả? Dạ. 1 triệu mấy bà? Dạ. 1 triệu 2, 1 triệu 1. Sáng nay là bà nội không có đi bán hả? Không, lát nữa đi á. 3 giờ mới đi. Còn bà nội còn nhiêu tờ? Còn 6 mấy tờ. Ôi trời. chú mua hết cho con 66 tờ luôn. Mà chưa trả tiền. Chưa trả tiền, thiếu rồi bà nội ơi. Ngọc, chú thấy tấm hình đó phải hình ba mẹ con không? Dạ đúng rồi. Mẹ con hồi đó mập, giờ mẹ con đẹp lắm. Giới thiệu cho cô chú anh chị đúng biết coi là bà nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà nội con 65 tuổi, năm nay là được 66 tuổi. Bà nội có mấy người con? Có mấy người con? Có mấy người con bà nội? 2, 3, 4, 4 người con. 2 trai, 2 gái. Chết hết 2 người. Ông nội con. Con mới đẻ ra chưa mặt gặp mặt ông nội con luôn, là ông nội con hai có ba chết chưa gặp mặt. Vì là chưa gặp mặt hai trai hai gái mà mất hết hai người. Mất mất cấp mà mẹ con nhỏ nhỏ đó, nhỏ ghế Úc có 10 tuổi. Dạ. Con vô đây thấy hầm quá bà nội. Rồi bà nội với lại bé Ngọc là ở đây là được gần 10 năm hả? Cũng 8, 9 8 năm. Là trước giờ cứ ở trọ thôi. Ở trọ thôi, mỗi lần ở dưới Lộ Tẻ Gạch Giá dưới cái bán vé số dưới dòng cống đó, theo xe đó. Rồi người ta mới rủ lên đây nhiều đường mới lên đây bán tới giờ cũng 9 năm rồi. Ở dưới cũng 9 năm nữa. Rồi hai người con của bà nội là mất là chung ở đâu? Chung ở địa của mình á. Địa ở chỗ đường Đèn Bốn Ngọn vô. Chứ đâu có đất cát gì đâu hả bà nội? Hồi đó giờ là ở Mỹ Hòa lắm. Khu Mỹ Hòa luôn. Ngày xưa giờ không có đất cát gì luôn, cứ ở trọ suốt thôi. Rồi 100 tuổi già là bà nội cũng sống ở đây để mà bé Ngọc nuôi. Thì đó cũng không biết làm sao giờ cho hai đứa nó có cái nhà nó ở. Bà nội kể thì sao rồi. Lỡ mình có chết rồi cũng đỡ. Bà nội muốn khóc hả? Bà nội cố gắng cầm cự á, chứ thật ra là bà nội muốn khóc rồi. Sao khóc? Nội nói cho tụi con nghe với. Qua đây nè bé Ngọc. Sao bà nội khóc mấy đứa nhỏ nó khổ trời. Không có tiền đóng tiền nhà bà nói mới khóc. Không có tiền đóng tiền nhà hả? Bán số không có đủ đóng. Chưa, giờ 4 tháng rồi bán rồi lại tới Tết kiếm tiền trả. 4 tháng là nhiêu tiền? 6 triệu 4 tháng là không, 4 triệu mấy 5 triệu rồi. Chứ không có 6 triệu
Tại vì hàng ngày hai bà cháu con nghe nói là bán đến 400 tờ là 400 ngàn không đủ sinh sống cho ba người sao? Đủ cho mấy đứa nhỏ nó ăn nữa. Đủ. Đủ mua cơm không? Qua đây đi bà nội với bé Ngọc qua đây ngồi đi ha. Ngồi với lại hai bà cháu ngồi đó luôn đi. Mọi người vô đây nè, bé Ngọc vô đây nè. Cái nhà cái nhà chật lắm. Thành thử ra là các anh em là phải đứng rồi chứ không có ngồi được. Nóng lắm, nóng lắm hay dân hơn? Nóng mà ẩm thấp mà ngập nữa. Sao nội không kiếm nhà trọ nào khác cho nó rẻ tí xíu rồi nó lại không có bị ngập úng nữa. Nhà trọ bự hơn nữa là phải mắc chứ không có rẻ được nữa. Cái này là rẻ rồi. Nếu như mà có người hỗ trợ bà nội dọn ra chỗ khác nó ở rẻ hơn mình được mà lại không có bị ngập úng giống vậy, nội chịu không? Chịu, nhưng mà có một cái đừng có cho sớm nó đừng có gây lộn với lạo, sợ gây lộn với lạo lắm. Nhiều khi nó đâm nó chém rồi đó, nó gây lộn sợ lắm. Không sao đâu, ở đây có anh Nguyễn, anh lo cho bà nội cái vấn đề đó. Chú Nguyễn là người thương các bạn giống như bé Ngọc nè. Tại vì nó lo hết trơn, nó nói vậy là chú giang hồ đó. Nhân hỏi gì, các anh em hỏi gì cho hai bà cháu đi. Nãy giờ tụi con gặp bé Ngọc bán vé số ngoài kia, sáng giờ chưa ăn gì trơn á. Nó đi mà nó quên điện thoại, điện hoài không biết bắt. Lo không bà nội? Lo điện hoài mà không biết bắt, cái điện cho nó, điện cho nhỏ em nó, cái nó hỏi số 10 của ông ấy. Không biết, cái trần điện cuối cùng dòm thấy số 10. Còn em của bé Ngọc nữa, hồi nãy hình như còn đi bán vàng bồng ngoài còn, á, chưa có về. Hình đó. Rồi tối cái giường này ba người ngủ sao giường ta? Không, bà có khi bà nội với nhau. Có khi bà nội còn ngủ với giọng. Cho hai đứa nó quậy xuống giọng ngủ, cho nó ngủ giọng chút. À, bà nội phải nhường cho con với em ngủ. Hai bé ngủ ở trên này, bà nội ngủ ở dưới. Rồi có con trai mà con trai nó lo không được, để cho cháu phải đi bán phụ bà nội. Vậy thì đôi khi nghe bé Ngọc kể là con của mình lại xin tiền bà nội, bà nội chắc buồn dữ hả? Xin hoài. Tối ba con nói là xin hỏi cho không cho. Có nói với ngoại nội gì không? Không có nói, nhưng mà mình không cho nó, mình thấy mình cũng buồn. Con cái mà đâu bỏ được hay rồi ha. Bởi vì mình sanh nó ra mình phải chịu cực khổ, mình phải chịu. Dạ. Bà nội bán gì thì lớn tuổi có nhức mỏi gì không? Có, cháu nhiều khi cũng nhức mỏi, nhưng mà cũng phải gán đi, không đi không được. Bán năm mấy giờ mới về, nội bán mấy giờ mới về? Trời, tối gần 3 giờ luôn á. Tuổi này là tuổi hưu rồi. Chứ bởi phải... vì mấy bà nó thấy ở lại, mấy bà nó thôi ở lại đây đi, sáng bán luôn. Tôi nói thôi đi về cho mấy nhỏ cắm cửa luôn. À, cái bữa đó không cái nội con bị mất cái chìa khóa á. Cái không có về nhà được, ngủ ngoài. Nội con ngủ không được luôn, lạnh quá trời lạnh. Ngủ ở đâu? Ngủ ở ngoài luôn. Ngủ nằm ghế bố. Kênh là con với em con nằm trên cái võng. Mượn có ông Út nó bán nước mía ngoài. Nội con ngủ ghế bố. À, bà nội ngủ ghế bố, còn bé Ngọc ngủ đâu? Con bé ngủ nằm trên võng con bán nước mía. Hai chị em nằm hai đầu. À, sao không về? Không có chìa khóa. Mất chìa khóa rồi, bằng đêm gõ cửa không được. Gõ cửa người ta ngủ. Nhưng mà người thành ra sáng về mới gõ. Bé Ngọc thì rất là nhỏ để hiểu được cái vấn đề. Mà tụi con thì lo như thế này nè. Bé Ngọc rất là xinh gái, chỉ mới 13 tuổi, hiểu biết chưa có nhiều. Thì cái việc mà bán vé số trong đêm vậy á, nó nguy hiểm lắm. Bỏ theo kè nó hoài là không có bỏ được. Không bỏ được. Nhiều khi đi nó đi đó rồi không biết bán đâu, đi tới siêu thị kiếm nó không có cái lậu trở về, mỗi giờ muốn chết luôn. Có lần nào mà bà nội mà bé Ngọc đi bán mà không có đem điện thoại theo giống như lúc nãy bà nội kể đó? Lo. Thì lúc mà kiếm không được có đúng không, có lần nào bị giống vậy không? Có cho đi nhiều khi bỏ điện thoại, với nhiều khi nó hết pin, nó tối nó không sạc, sáng tắt điện thoại theo. Nó không biết, thành ra hết pin, điện được. Rồi sao lúc mà kiếm không có rồi sao bà nội lo dữ không? Phải đi tìm đi kiếm. Hồi bữa con với em con đi á, đi hoài không lại, bà nội ngồi bà nội khóc hoài luôn, nữa đi kiếm. Lúc thấy bà nội khóc thì sao? Khóc theo. Cái gì? Khóc theo. Sao mang ủi bà nội là khóc theo? Hồi đó con với em thấy bà nội khóc, con em lại ôm nội rồi khóc theo. Xích ra đây nè con. Xích ra đây nè cho cô chú anh chị. Đây nè, xích đây nè. Khóc theo luôn. Ôm nội xong khóc. Đừng có cái gì. Đâu mà nội khóc luôn.
Khóc ở ngoài giữa ngoài chợ vậy không mắc cỡ sao? Không, khóc ở hồi đó ở dưới lỗ tẻ mà. Có một điều là bà bé Ngọc như vậy á, bà nội trang bị cái kiến thức như thế nào mà cho bé Ngọc không có bị mọi người dụ dỗ mỗi khi mà đi bán với số buổi tối rất là nhiều cạm bẫy như vậy? Giận nó hoài à. Giận sao rồi? Giận chừng nào đi người ta có rủ mình, người ta rủ đi đâu luôn, đi theo người ta bắt luôn á. Rồi nói với nó là đi coi chừng ta mổ bụng á, nhát nó vậy đó. Con chia sẻ bà nội nè, đối diện nhà bà nội á có chị Duyên, là một cái cô gái bị bạn lừa dụ bán sang Campuchia đúng 13 tuổi như bé Ngọc. Ngày xưa chị Duyên thì ra đi cũng xinh như bé Ngọc vậy nè, có hình lúc nhỏ. Thì sau này chị Duyên qua bên Campuchia bị người ta bắt vô làm một cái động chứa của những người làm gái. Thì sau này chị Duyên quay trở về Việt Nam, chị Duyên thân tàn ma dại luôn, vướng vào xì ke nghiện ngập. Bây giờ trở về Việt Nam bắt đầu lại cuộc sống từ đầu nhưng mà rất là khó khăn. Không mà mốt ai cứ rủ đi dụ đi đừng có đi. Đối diện nhà bà nội luôn. Nên con nghĩ là có khi nào bà nội nghĩ rằng là mình bà nội với lại bé Ngọc sẽ tìm một cái công việc khác mà không phải đi bán vé số nữa không? Tìm công việc gì giờ không biết nữa nha. Không biết luôn. Bán vé số lúc đầu thì cái vốn đâu bà nội đi bán? Vốn thì mượn tiền người ta, rồi cái bán góp người ta. Mượn tiền, rồi bán góp là sao? Bán cũng như là bán cái nói gì người ta cho góp, rồi cũng như góp nhẹ vậy đó. Góp nhẹ là mượn nhiêu nè? Mượn 2 triệu, mới đầu mượn cả 2 triệu à. Rồi bán. Rồi góp ngày nhiêu? 2 triệu thì góp ngày 200 á. 200. Góp bao nhiêu tháng? Góp 24 ngày. 24 ngày. Ngày 200 là ra 4 triệu 8 hả? 4 triệu 4 à. 4 triệu 8 chứ nội. 22 ngày với 4 triệu 4. Không, người ta góp đủ 4 triệu 4 đó. Ở trời ơi. Mới góp 2 triệu 4 à. Cũng như là 1 góp triệu 200. 1 triệu 200. 4 triệu 4 đúng rồi. 1 triệu 200. Đó. Ngày 200 góp 22 ngày là 4 triệu 4. Ừ. Giờ cái hết rồi mới mượn lại nữa. Rồi có khi nào hai bà cháu đi bán như thế này nè, rồi bà nội bị mỏi chân quá, rồi không có đi bán, bé Ngọc đi bán rồi lỗ vốn không? Không, cũng lội đi theo à, chứ không có mỏi gì mỏi cũng phải đi à. Mỏi cũng phải đi luôn. Ừ. Tối về thì mỏi nằm mỏi vậy đó, mà sáng cũng phải gán đi. Có khi nào bị ôm số không đâu? Ôm thì không ôm mà mắc. Có kỳ đó đổi 4 tấm số giả người ta. Rồi đâu có biết, tới chừng lại lãnh số con Kiều á, cái nó nói số giả rồi bà mới biết, không mấy không biết. Giống như bà kia bà đổi còn nhớ số nữa. 77, bà nói 2 tờ 100, bà về đời bà kêu là bà mua 2 tờ. Bà dán số 7 vô á. con không có biết đâu. Tới chừng đưa cho bà Kiều, kiểu coi lại con gờ lên cái miếng đó, nó lò lên luôn. Lò lên luôn. Ừ, dán số 7. Mất trọn vẹn 200 luôn. Tụi con cũng được biết á, thì dạ tụi con cũng được biết á, thì con trai của bà, dạ con trai của cô á, là ba của bé Ngọc á, thì cũng từng có cái quá khứ, dạ là cũng bị tù tội hả cô? Dạ nó cũng bị bắt rồi á. Cô gọi đi lớp nào chú ơi đi thăm nuôi được, nó khổ dữ lắm. Rồi xong mà cũng về rồi. Ừ. Thèm bò kho đó, mua bò kho cho nó, kho cho nó ăn. Nhưng mà bây giờ thì ba của bé Ngọc là không có về đây để thăm bé hả? Không, nó bên kia nó có vợ khác rồi. Không, không một ngày nào về cái luôn. Cái đó là có khi ra đường nhiều khi gặp. Gặp mà dắt chiều nhiều khi nó lại đi xin tiền. Xin tiền tài lắm á. Xin tiền hả? Xin tiền 100. Xin tiền cô á hả? 100, 200, có khi đi xin 50. Rồi. Mà bữa nào cũng xin cho á. Bé Ngọc con có gặp những lần mà con gặp lại ba đó, ba có nói gì với con không? Có, ba hỏi nhớ con, có nhớ ba Hồng là có, thì ba ôm thôi, có gì đâu. Ừ. Nhưng mà ba bây giờ là còn vướng vào cái con đường đó không? Con có biết không? Con
còn luôn hả? Con biết luôn hả? Biết. Thấy chết luôn. Thấy luôn. Thấy. Chết trước mặt luôn. Đã ba thế hệ rồi, bà nội, ba và đến cái thế hệ cháu đều sống ở trong một cái căn trọ ọp ẹp như thế này nè. Thậm chí chỗ ăn chỗ ngủ á, những đêm mà mưa lớn á, nước nó tràn lên cái võng của bà nội á, nó phải thấm nước luôn, con thấy được là nhân ngồi là nó gần đụng như với miếng gạch thì nó sẽ thấm nước luôn. Thì bà nội cho bé Ngọc nghỉ học rất là sớm, tụi con cảm thấy rất là tiếc á. Thì tại sao bà nội không cho bé Ngọc đi học thêm những cái lớp sắp tới mà bà nội lại cho nghỉ sớm như vậy? Nó học giỏi lắm đó. Tại vì cấp đó nó học rồi, nó ở dưới lộ tẻ gạch giá rồi giờ về đây nè. Cô có khen nữa. Thật ra gương mặt của bé Ngọc xinh gái lắm. Và chỉ có con chữ nó mới thay đổi được cái số phận thôi. Chứ hàng ngày bà cháu mà cứ đi bán vé số như thế này á, đó không phải là một cái cách giải quyết tốt. Nó chỉ cầm cự được qua ngày, mà đặc biệt là cái tuổi bà là tuổi cần thuốc men nè, nhức mỏi nè, rồi tuổi ăn của hai đứa cháu nữa. Thì bởi vậy nghĩ trở vì sao nè, sợ cho nó khổ phần một năm. Ngày lúc đó bà nội không cho bé Ngọc đi học tiếp là lý do là chuyển cái nơi ở hay sao? Chuyện nó ở với bà không có tiền nữa. Không có tiền nữa. Bán rồi cái lo đóng tiền nhà rồi này kia, rồi nhiều khi suy nghĩ mình lỡ có chết sớm nó không có chỗ ở. Con cũng, tụi con cũng suy nghĩ vậy nè. Bà nội năm nay cũng 65 tuổi rồi. Một khi mà bà nội ngã xuống, ba thì nghiện ngập, mẹ thì bỏ đi, chỉ còn hai đứa cháu nó nheo nhóc như thế này nè, rồi biết nó sinh sống làm sao. Bởi vì suy nghĩ tôi nó nữa, lỡ có chết sớm hay nó không biết sao mướn nhà ở mà có tiền đóng luôn. Như lúc bà nội hẹn giờ còn đi bán với Bảo Ngọc với Bình Như, rồi tới đó nhưng bà nội mà tuổi có qua đời. Bởi vì hai đứa Bảo Ngọc với Bình Như đi bán, ai theo giám sát bà nội? Dí hơn nữa rồi, không có, nó bằng không đủ đóng tiền nhà nữa. Bởi vì suy nghĩ đủ thứ, tối nhiều khi ngủ được tới 5-6 giờ chưa ngủ được nữa. Cái mong ước lớn nhất của bà nội hiện nay là gì? Dạ, không biết nữa. Không có mong ước gì hết. Ước là có chỗ cho tụi nó ở, vậy sau này rồi lỡ nó chết sớm giờ nó cũng chỗ ở, để nó mướn nhà nó cũng có tiền ống người ta, người ta cũng đuổi nữa. Bà nội nói là chị ước sao mà có nhà. Nhưng mà con có nghe là người ta lúc nhỏ bé Ngọc còn nhỏ, người ta nói là mua bé Ngọc 100 triệu để mà nhận làm con nuôi cho những gia đình mà hiếm muộn. Thì tại sao nội lúc đó không chịu gỡ cho bé Ngọc cho những cái gia đình đó, để cho con cháu mình cuộc sống khá giả? Không, nhiều khi cũng suy nghĩ mình muốn cho nó ở nhà giàu người ta. Nhưng mà chừng nữa đây lỡ người ta bán nó lại, cái mình không biết sao mình kiếm nó được. Vì không lên nữa, lớn lên nó hẳn mình là một hai nữa, không có ai kêu mình bà bận bà nào hết trơn. Con cháu đâu có ai đành lòng vậy luôn. Bốn người con đã mất hai người con, còn hai người, có một người cháu là bé Ngọc, là bà nội kêu bà là bà nội, với lại bé Như là chỉ có hai người cháu nội thôi. Đúng rồi, nó kêu một cháu nội, sợ không ai kêu là bà nội nữa. Con cuốn lanh đó, sợ không ai có, sợ không gọi là bà nội, sợ bé biết được sẽ hận bà nội hơn. Đúng. Rồi lại người ta không biết, người ta mà biết là nhà giàu nó nhờ tấm thân đó, mà sau này sợ nhiều khi người ta đưa qua người khác đó rồi khổ nó, tội nghiệp nó. Chứ cũng muốn sợ cái gì nhà giàu ở nó đỡ nữa. Con muốn biết là cái việc mà mẹ đã bỏ đi từ nhỏ như vậy, ba thì lại nghiện ngập lâu lắm rồi, thì lúc mà bà nội bé Ngọc không đi bán phụ bà nội, thì cái sinh hoạt, chi phí sinh hoạt rồi buôn bán như thế nào để nuôi hai đứa cháu đến thời điểm bây giờ? Đó, đi thì cũng như lúc ở chợ cái sắn đó, mặn 100 đó, mặn từ sáng 4 giờ cho tới 2 giờ về, cái nấu cơm cho tụi nó ăn, rồi cái 4 giờ về, cái 5 giờ đi bán vé số, chập sao lời được 100 chắc tối nữa, là 200 đó, là bà cháu sinh sống, 200 cấp đó cũng lớn, mới đóng tiền nhà được. Nghe bà nội kể mà không còn được nước mắt luôn đúng không? Mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau thì nó có éo le cuộc đời khác nhau.
mà để cho thay đổi được cuộc đời của bé Ngọc đó, là chỉ có cách duy nhất là đi học thôi, hoặc là kiếm một cái nghề nào đó học, chứ không thể nào bán vé số như thế này, rất là tội nghiệp luôn. Nhưng có thể em hoặc là có thể chia sẻ với cô bác quý anh chị biết thêm không? Ngọc, ví dụ như một ngày nào đó bà nội con bà không may bà qua đời, con với bé Quỳnh Như cảm nghĩ như thế nào? Không có chỗ ở thì đi bộ luôn. Trời ơi, đi ra ngoài đường ở chứ đâu có chỗ ở đâu. Con sợ không? Vậy mà người ta là ở kêu con ở nhà giàu mà sao con không chịu? Ví dụ như ba chú rồi đem con lên Sài Gòn cho nội con 300 triệu để trị bệnh rồi luôn. Giờ con không học được nghề, giờ con có thích học cái nghề nào không? Làm cái nghề gì mà mình tự làm chủ bản thân mình á? Bán cơm. Thích bán cơm. Bán cơm cho... Nó rồi đi bán quán cho anh ta đó. Bán tôi nói không bán quán, người ta sai dữ lắm. Bây giờ con có chịu con đi học làm tóc không? Hết tóc lục mụn được không? Chú gửi cho con đi học. Không học biết. Không có ai phụ bà nội bán số để trả tiền trọ. Lại đây đi á, thì mới hiểu được cái cuộc sống vất vả của hai bà cháu, ba bà cháu, trong đấy hai bà cháu. Thậm chí đây là những cái phần gạo mà bà chắc, cho có, chắc có thể là bà nội với bé Ngọc á đi bán vé số thì người ta cho đó, mỗi lần vậy như thế là 10 kg. Ở này 5 kg, 5 kg gạo thì cũng người mọi người cô bác chú anh chị á, thương mến người ta cho để mà sinh sống qua ngày thì cũng đỡ vất vả hơn. Nãy á, thì ở trong video clip trước á, thì chú Nguyễn có mua con là 66 tờ đúng không? Bây giờ chú Nguyễn gửi tiền nè là 600 mấy chục ngàn ta. 660 ngàn. À còn 30 ngàn uống đá bào quá nha, đừng ăn đá mía đau bụng, đừng uống đá mía đau bụng. Này chú Nguyễn lì xì thêm 30 ngàn ha, là 700 ngàn đủ chưa? Rồi hôm nay thì các chú có đến đây đến thăm á, chú thay mặt cho chú Trương Ngô ở Mỹ á, gửi cho con với bà nội 1 triệu. Cố gắng cũng gần Tết rồi, mua một ít gì đó để nấu cho các bé ăn. Ngày mai là cũng là Tết Tây rồi, để cho có một cái sum họp Tết trước mắt thì tụi con sẽ sớm trở lại thăm bà nội với lại bé Ngọc. Bà nội cố gắng chăm sóc bé Ngọc cẩn thận, đây là lời nhắn nhủ của tụi con với bà nội. Tại bé Ngọc rất là con gái, rất là khờ, không có biết gì nhiều quá. Khi điện nó hoài cái nó giận á. Này con gửi cho thay mặt anh Trương Ngô gửi cho bà nội. Cái này con cho riêng bà nội, anh Trương Ngô gửi cho bà nội đó. Dạ cảm ơn mấy chú. Dạ rồi thay hai mặt các anh em chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Nếu thấy cái hoàn cảnh của bà nội cũng như là bé Ngọc đáng thương thì cô bác quý anh chị có thể liên hệ để mà giúp cho bà nội với bé Ngọc thoát cái cảnh sống nhà trọ ọt ẹp như thế này, cũng như là chấp cánh cho bé Ngọc có một cái nghề mới để thay đổi cái cuộc đời và số phận của bé. Cũng như bé nói là cái bàn tay của con là khổ lắm cô bác quý anh chị, bàn tay của con ngón tay dài nó khổ lắm, thì rất mong cái, người ta nói ngón tay dài là ngón tay ngồi bút không có khổ đâu. Con cố gắng ha, mai mốt kiếm nghề gì đó học hành để nuôi bà nội, để cho bà nội khỏi đi bán vé số vất vả. Chắc có lẽ thể là bà nội sẽ nói lời chào cũng như là lời cảm ơn đến cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn hết trơn tất cả cô bác giúp đỡ dùm. Rồi bé Ngọc có muốn nói gì không? Hôm qua cũng chú Nhân cũng thay mặt cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân cũng có gửi tiền cho hai bà cháu đó. Với lại chú Nguyễn rồi luôn nè, cảm ơn chú Nguyễn rồi chú Út Đồng Tháp, chú Đạt luôn. Cảm ơn chú Nguyễn, cảm ơn chú Út Đồng Tháp. Chú Nhân. Cảm ơn chú Nhân. Cùng tất cả Mạnh Thường Quân gì đó. Cùng tất cả Mạnh Thường Quân. À, đừng để chữ gì đó nữa. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở lớp sau ha. Cảm ơn.